scan giùm mình, mà nhìn như sĩ scan thiếu hay sao á, bây giờ là bị đứng lại kiểm tra. Em gọi đi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại kênh Las Vegas Cuộc Sống Mỹ. Hiện tại mình lại đi Costco. Cuối tháng rồi, đi Costco một vòng coi có gì rẻ không ha. Coi có gì rẻ, có gì mới không. Cái đó giống rẻ giống nhà kho rồi. Không, phải nhớ nhà kho. Hello. Đây mới có món mới lạ. Thì có mấy cái ghế của để cái mấy cái cắm trại à, cái biển à. 28.99, 39.99. Mấy dù. Ủa cái ghế này giống cái ghế bữa đi mua nè. Thầy mày giống không? Này là 89.99 mà chưa thế nha các bạn. Có mấy cây này vậy mình đi núi được không? Ôi có võng nữa nè. Ủa? Võng 19.99 nè. Có lộn không vậy? Dù mà để cho mình đi khám nè, khám ship nè. Thôi có gì mua không ta? Cái này barbecue cho mình đi khám ở đâu? Mình để chắc ngoài vườn mình cũng xài được, mà cái này nó nhỏ. Có bình ga nè. Ồ, cái lò barbecue vừa quá trời luôn. 1.100. Chỗ nắng. 1.199 đồng 99. Trời, đọc không mất cũng mất mệt. Ê, cái này thì rẻ hơn nè. Cái này là cho là 900 đi. 900 mà chưa chạp thế luôn. 900 mấy. Nhiêu hả? Biết nhiêu không? 2.000. Gần 2.000 á. Ủa 2.000 luôn rồi, gì nữa nè các bạn coi nè. Này là 2.000 luôn rồi, tính thuế là thả 2.000 mấy luôn rồi đó. Ồ, có mấy cái đồ để đi bơi rồi nè. Trời, chưa. Mình thấy chưa hết lạnh mà ta. Let's. Ý. Trời ơi, hôm qua mới thấy chị kia quay cái này, hôm nay mình vô đây Costco mình cũng có bán rồi nè. 14.99. Còn cái kia là cao quá không thấy luôn. 14.99, giống nhau hết luôn. Kiến bơi này do dành cho con nít nè. Từ 6 đến 14 tuổi, ba cái kiến bơi luôn. Còn cái kiến bơi này dành cho người lớn, 14 cộng. Cũng ba cái luôn. Rồi mấy cái phao bơi cho con nít nè. Phao bơi cho người lớn nè. Trời, hôm nay đi như thấy khám. Có ai chơi này mời mình. Mình sợ nè. Nhưng mà thấy người ta chơi cũng thấy vui vui sao. Trời, cái này nó dài vậy sao. 399 đồng 99. Mới thấy chị kia đăng xong là hôm nay mình đi là thấy rồi. Này nó bán bàn ghế. Rồi bữa thấy mấy đầm công chúa, giờ thấy có mấy cái đầm này dành cho mùa hè mặc rồi nè. Nó giải mỏng. Biết có đồ cho chi đình không ta? Ồ, mấy cái váy. Ồ, cái váy bông này đẹp quá các bạn. Đẹp ha. Để mình đi coi coi có đồ nào giảm giá cho chi đình không nha.
Hôm nay mình đi Costco mình thấy có bán, bắt đầu bán trứng nè các bạn, trứng sô cô la trứng dành cho mùa lễ phục sinh đó nè. Một cái bịch này là 13 đồng 99 nha các bạn. Và cái loại này nữa nè, loại này lại làm hình con thỏ nữa, nhìn rất là dễ thương luôn. Nó có 4 vị nữa. Hộp này thì có 10 đồng 99 thôi, thì nó cũng giống như cái đợt mà mình mua Valentine với lại cái mùa lễ Giáng sinh đó, cũng có cái giá này thôi. Cái này thì bữa mình có thấy giảm giá, nhưng mà cái này còn nhiều hàng quá, giảm còn 6 đồng 69 mà chưa thấy hàng, còn nhiều quá trời. Ồ, đây có nguyên một bịch Kit Kat luôn nè các bạn. Ồ, cái này Kit Kat không phải một vị, nó có tới 3 loại. Kit Kat nó có 3 loại luôn. 15 đồng 49, không có giảm giá. Nè, cái loại này nè, còn những trái tim của Valentine nè. Mà cái này nó không có ghi giá ta, miếng này nó có giảm không? Không có dán giá. Wow, bán mấy con thỏ nè, thỏ nè. Cái này một hai con là 12 đồng 99. Tới cái mùa này là mình thấy thỏ với trứng nhiều lắm. Ngắm ngắm á mà, thử gì mày cảm ca mà. Còn cái này là nguyên một túi luôn nè các bạn. Nguyên một túi này là 22 đồng 99. Nó có nhiều thứ kẹo luôn, mỗi bịch mỗi khác. Cái này nó để cái túi trời dễ thương lắm. Mình nhớ có cái con này nó bự thì là bự luôn á. Các bạn ơi, mấy cái mà đầu tháng mình có quay nè, có giảm á, thì hôm nay mình không có quay lại, mình chỉ kiếm những cái mà lần trước mình không có thấy nha. Thì cái này là nó giảm nè các bạn, cái này là thịt gà mà nó chiên á, giống như chiên lăn bột vậy đó. Nó giảm còn 10 đồng 99 cho một bịch này nha, 3 pound lận. Nhưng bữa mình không có thấy để đây. Cái này có cơm luôn nè các bạn ơi, cơm chiên tôm. Cơm chiên tôm giảm còn 12 đồng 49. Ok, hộp như vậy nó nhìn nó bự nhưng mà nó dính ra nó cũng nhỏ nhỏ. Nên mình đến gần các bạn xem nha, tại mới nãy có cái chú kia, chú đẩy xe qua đó đó, cơm mà nó cũng làm sẵn luôn. Ở đây cũng có giảm, cái này là thôi chicken teriyaki broccoli, giống cũng như món cơm không ta. Cua cơm đúng rồi, nghe cái chữ white rice. Nó cũng giảm nha các bạn, nó giảm còn 11 đồng 99 thôi. Cái mút này nó giảm cũng hơi bị lâu, nhưng mà quá trời hàng các bạn ơi. Nè, vẫn còn 7 đồng 49 nhưng mà nó còn quá trời hàng, không biết nó có ngon hay không nữa. Mà sao ít người mua quá vậy. Bây giờ mình đi qua cái quầy thịt nha, mong là mình sẽ thấy được cái món mà mình muốn nha. Là mình thấy ở mấy chị đăng trên group Costco á, là rất là rẻ luôn nha. Mình sẽ đãi con cái hình ở kế bên cho các bạn xem. Hình như nó ở quầy kế bên, không biết nó có hay không nha. Hên xui nha, hình như bên mình hình như là không có giảm hay sao á, mình không có thấy bạn nào mà đăng ở bên mình nha. Có hay không ta? Không có rồi các bạn ơi. Đây cho các bạn xem nè. Trời ơi, sao cái quần ghế này cái càng nó nhỉnh xíu vậy trời. Bình thường thấy cái càng nó bự lắm mà. Rồi vậy là bên mình không có bán cua Canada mà giảm còn 2 đồng 99 hoặc là 4 đồng 99 như mấy cái tiểu bang khác rồi. Buồn luôn. Thôi nhịn ăn. Trời ơi, nhìn người ta mà thèm muốn chết luôn. Trời ơi, các bạn mình qua cái quầy áo, mình thấy cái áo này hả? Nó giảm còn có 7 đồng rồi các bạn ơi.
Cái này cái dạp con có 7 đồng à. Nhưng mà cái này nó size S 78. Mình nghĩ chắc không có size nhỏ của Tri Đình hay sao. Hình như là chắc đông hết rồi đó. Mùa đông sắp hết rồi đó, nó qua rồi đó. Nên là mấy cái đồ mà đông nè, nó sẽ xả ra. Nên ngộ tự nhiên mùa hè tới cái mình thấy giảm đồ đông, mình mua sẵn trước vậy đó. Mà cái này không có ra size nhỏ. Ở đây có phải trội mấy đồ bơi cho em, cho mấy đứa nít nè 2 tuổi. Ủa dễ thương quá rồi. Cái đồ này là đâu nè, mình coi coi. Ba cái là ba là 16 đồng 99. Ủa này dễ thương quá rồi. Cái này 2 tuổi nó phải mua 3 tuổi thì. Nên là nó có cái áo. Ê, nó có cái áo, cái quần, cái nón luôn. Ôi UPF 50 cộng luôn, là coi như là chống nắng được luôn á. Dễ thương quá hả. Ôi đẹp quá hả. Còn cái này cho con gái nè, bà 3 tuổi. Ôi có cái dạng con gái này đẹp quá hả. Nhìn nó những cái váy như này các bạn. Ôi đẹp quá mà. Ôi nè. Ôi nhìn ra đáng sáng nó đẹp hơn nữa. Này để cho nó tối hù. À là cái quần. Ôi dễ thương quá à. À Costco nó vô mấy cái áo này đẹp quá các bạn ơi. Nhìn cho mấy bé gái nè. Hồi đó mình cũng thích mấy cái này lắm nè, nhưng mà không biết cái này mặc vừa không. Đẹp quá à. Cái này như size nhỏ, nó size lớn chắc mình mặc vừa. Size lớn nhất của con nít chắc mình mặc vừa. Nó là 14 đồng 99 cho cái bộ này nha các bạn. Hồi đó mình thích mấy cái này lắm. Hình như cũng không có cái gì mới nữa. Nên mới vô đồ của Tri Đình hồi đó. Mỗi đợt nó ra mỗi củi mới mà có nhiều. Ủi cái rằm này quá dễ thương luôn. Cái này để mình coi là 6 tháng hả? 6 tháng tuổi mà cái này coi giá bao nhiêu. Cái này là có cái quần trụ, cái quần cưng quá. 4 cái, một set 4 cái mà cái tên của nó là ai bộ này là 15 đồng 49 nha các bạn. Này nó có tích sao rồi, đã giảm rồi. Dễ thương quá hả? Ồ, làm cho con gái này dễ thương quá trời. Costco, ai mà hay mua Costco mua đồ cho mấy đứa nít ở nhà á. Ga đường hay bị đụng. đụng kiểu á. Đụng kia mình kêu là đụng hàng á. Bạn nít tự nhiên thấy ủa sắp được mua đồ giống con mình cũng chờ thì nó mua có sổ nó phải giống thì sao. Như hôm nay cũng không có cái gì để ngoài cái mấy cái đồ sô cô la cho mùa lễ phục sinh á. Mà mùa lễ phục sinh là mình nhớ như là tháng 4 mới tới mùa lễ phục sinh. Mà bây giờ mới cuối tháng 2 thôi là bắt đầu rộn ràng bán rồi đó. Các bạn ơi, cái con gát á, cái con gát mà cái loại này nè, một hộp như vậy là 4H, 4 chai, 4 tiếp á, 4 tiếp á, 4 tiếp này 4 tiếp nhỏ rồi chứ không có lớn. Nó giảm giá các bạn ơi. Cái giá gốc của nó là 24 đồng 49, giảm 6 đô luôn, còn 18 đồng 49 thôi. Nó giá nằm bữa đi là không thấy nè nha. Bữa đi không thấy nha, hôm nay đi thấy nha các bạn nha. Quá trời luôn. Trời các bạn, hôm nay mình thử nè, mình ăn thử. Nếu mà mình quên quay cho các bạn xem, nó ăn thấy lấy cái ăn. Cái này trời ngon nha. Có chi caramel mix lại rất là ngon luôn. Mà cái bịch này là 7 đồng 99 nha các bạn. 7 đồng 99 cho một bịch như vậy là 2 pound. Ok luôn, bịch này dạ. Ủa về chồng đi đâu muốn kêu giờ. Kiếm cũng ra luôn. Rồi ra tính tiền. Ra check chưa tính tiền tính rồi. Kiểm tra hôm nay mình mua chưa tới 100 nha. Trời phá kỷ lục. Chưa tới 100. Mà lần này không có mua gà nữa. Không thể sổ không cảnh nè.
Mấy ngày cái chị kia chị bấm và chỉ scan giùm mình nhìn như chỉ scan thiếu hay sao không? Bây giờ là bị đứng lại kiểm tra Sukana luôn các bạn ơi. Sukana thiếu cái gì ta? Trời, thiếu trứng với lại trái bơ luôn các bạn ơi. Hàng chỉ có 80 cent đâu. Bây giờ bị người ta chặn lại. Bây giờ là chồng mình phải chạy vô chồng thanh toán lại thiếu cái người ta bấm giùm mình, mới nãy là người ta scan giùm mình luôn chứ mình không phải một mình scan mà mình scan thiếu nha. Mà là mình người ta scan giùm mình, cái mình chỉ đứng thanh toán thôi, mình cũng có kiểm tra lại cái hóa đơn nhưng mà tự nhiên mình không có để ý cái thiếu cái gì á. Đó là thiếu tính trứng nè với lại bơ rồi đó. Nên là mới nãy cái cô đó cũng lớn tuổi mà cũng nhìn kỹ dễ sợ. Họ lướt qua cái thấy là mình có thể thiếu là họ gọi người tới. Người ta kiểm tra lại cho mình. Bây giờ chồng mình đang tính tiền thêm ở chặt xong rồi sẽ ra. Rồi xong rồi các bạn ơi. Ok, hôm nay mua đồ hơi bị Sukana. Thế cười quá. Quả thu chảy đó. Chú Duy và thu chảy đó, mình mặc cái thải thu chảy bên đây đó. Ok, hôm nay mình video kết thúc tại đây nha các bạn. Hôm nay bị Sukana rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Ủa, cái gió lớn buồn buồn. Các bạn có nghe được cái thổi buồn buồn không? Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Nếu bạn thích video này hãy like và subscribe cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.